trong bộ sưu tập rượu của cô chú anh chị đã có cái ong đất và cái đông trùng hạ thảo bọ xít hay chưa nếu chưa có thì nên siêu tầm ngay nhé bởi vì đây là hai cái loại rượu khá là ok và khi mà chúng ta lên bình ấy nó cũng rất là đẹp cho ra màu rất là tuyệt vời như cái đông trùng hạ thảo này nó đẹp đẹp nhất này trong hai cái loại này đông trùng hạ thảo sau khi đông trùng hạ thảo sau khi mà nó ngâm ra như thế này á thì nó sẽ chuyển sang màu vàng Uh, nhất là khi mà chúng ta tạo ở trong một cái bình đẹp ý là mình cho vào một cái bình đẹp thì nó nên một cái bình phải nói là đẳng cấp cái đông trùng hạ thảo bọ xít này nó, nó mọc hoàn toàn 100% từ con bọ xít ra và tự nhiên 100% ở điện biên chỗ mình nhé thì chỉ có cái mùa mưa như thế này mùa năm nay bây giờ là khoảng tầm tháng 7 dương đấy thì chỉ có cái mùa mưa này nó mới có thôi và một năm chỉ có đúng một lần một mùa duy nhất và khi mà ngâm rượu á là nó sẽ chuyển sang màu vàng sau cứ càng nâu thì nó càng vàng đậm hơn đó thì nó lên rượu rất là đẹp và sau này thì mình uống rất là thơm bồi bộ sức khỏe cực kỳ tốt giúp tăng cường sinh lý cái này thì mỗi một cái con bọ xít nó sẽ mọc lên một cái nấm đông trùng như này mỗi một chai là mình sẽ ủ là một lạng như thế này và có giá là 600.000 đồng một lạng đã bao gồm cả chai cả rượu cả cả bọ xít ở trong này chai thì cái lượng nó sẽ như thế này thì cô chú anh chị về chúng ta uh, cho vào một cái bình và cho thêm rượu vào nữa ở đây là mình ủ một lạng với một, một, lít rượu cái chai này một chai một lít thì về cô chú anh chị có thể cho vào khoảng tầm 1 lít đến một lít rưỡi nữa uh, cho vào một cái bình nó đẹp một chút nên bình tuyệt vời luôn một uh, một một chai như thế này là 600 trăm ngàn còn đối với ong đất cái ong đất này á sau khi mà sau khi mà thu hoạch cái con ong này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hai lạng rưỡi thì rửa ra thì nó sẽ còn khoảng hai lạng thì nó sẽ lên một cái bình mình sẽ lên một cái bình như này là hai lạng cái cái con sau khi mà rửa đi rồi đấy nó sẽ là hai lạng cái con ong đất này và một chai này cũng sẽ đựng một lít và cái giá của nó là 200.000 đồng một chai đó 200.000 đồng một chai và đây ở chỗ này là mình chỉ có đâu đó khoảng hơn chục chai thôi Mỗi một lần về thì, thì anh em bắt cũng không không được nhiều Cho nên là mỗi lần về cũng chỉ làm được một ít một ít thôi 200.000 đồng một chai này và 600.000 đồng một chai đồng trùng hạ thảo bò xít Thì cái rượu của cái con ong đất này, này thì nó sẽ giúp cho cô chú anh chị là chúng ta trị đau những sự đau nhức xương khớp cực kỳ tốt nhé uống thì tất nhiên chúng ta sẽ uống một cái lượng nhất định thôi chứ không có nên uống nhiều và về chúng ta cũng phải pha ra chứ như thế này là mình chỉ ngâm để ủ thôi về pha ra thì chúng ta sẽ cho khoảng tầm 2 lít rượu nữa cho với pha với một chai như này cái chai thì thì mình cố gắng mình cắt ra cắt ra sau đó thì mình đổ bình và đổ thêm hai lít rượu nữa thế là nó sẽ tổng khoảng 3 lít hơn cho hơn 3 lít cũng được đó và 200.000 một chai rượu ong đất như thế này và cái chai rượu sử à, chai, rượu đông trùng hạ thảo bọ xít sẽ là 600.000 cho một lạng đông trùng ở bên trong còn cái à, cái cái ong đất này là hai nặng ở bên trong cái chai này đó ok cô chú anh chị có nhu cầu về cái con ong đất thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại trên màn hình hoặc là cái đông trùng hạ thảo bọ xít 0974010585 hoặc là 0947010585 cả hai số mình có zalo và có cả facebook à.